Đây các bác này, cảnh quan tìm ngọc trong đá ở trên núi rừng này các bác này. Đấy, đây là một cái lán để anh em khai thác tìm ngọc trong đá đây. Đấy, rất là đơn sơ thôi, tại vì là làm được một cái lán như thế cũng không phải là đơn giản đâu, cũng phải công phu đấy, tìm gỗ, tìm sẻ gỗ rồi các kiểu về để mà làm những cái miếng gỗ để mà trải sàn này. Đấy, đây đằng sau đây là những cái tảng đá. Đấy, lán chạy thì ráp vào tảng đá này luôn. Đấy, đây những cảnh quan là bọn em ở trên núi rừng là khai thác đá quý tự nhiên thiên nhiên của núi Yên Bái đấy. Đấy, tìm những con hàng về đều lên sàn live mở bát cùng anh em giao lưu thì nó cũng cả một vấn đề các bác ạ. Mà hiện giờ thì trên em đây đang trên núi vợ em đây là thời tiết nó rất là u ám, từ sáng đến giờ rất là u ám rồi. Đấy, em chỉ ở trong lều này, trong lán này để em quay review cho các bác xem qua vậy thôi, tại vì là ra ngoài thì thời tiết nó mưa mà. Mưa kinh, nó mưa xong là cũng không tiện ra ấy. Đấy, các bác xem thấy chưa, mù mịt hết chưa? Đấy, mù mịt hết kinh khủng luôn các bác ạ. Đây, u ám lắm. Tìm ngọc trong đá đấy các bác ạ. Dân đi khai thác tìm những con hàng về để bán cho những anh em thợ mua ấy thì nó cũng không phải là đơn giản đâu, cũng cả một vấn đề. Đây, lên những con hàng như thế này này các bác này, trên sàn live lên những con hàng này, này. Đấy, đây là tìm ngọc trong đá này, khi mình búa ra nếu mà có ô có nẹp nó lành sạch thì nó giá trị của nó rất là cao luôn, chỉ cần được một mảnh nó nhỏ bằng này thôi, nó lành sạch thôi thì nó là như con này nó vào khoảng 3-4 CT gì đó thì nó sẽ nhân giá trị lên rất cao, càng to thì giá trị càng cao, như con này này các bác này. Đấy, những hàng này này các bác này. Đấy các bác. Đấy, thời tiết thì rất là u ám rồi các bạn, khả năng là tí em cũng xin phép là anh em xuống like ở đây soi cho các bác xem này. Đấy, ngọc trong đá như vậy nha các bác nhá. Màu thì ok nha các bác thấy màu chưa? Đấy, màu rất là ok này. Đấy, những con hàng này ấy, thì anh em đi khai thác ra được như thế này đấy thì bán cho tất cả anh em like đấy, bán trên like ấy, thì giá trị nó rất là ok này, rất là cao này. Đấy, các bác thấy chưa? Nó nếu mà nó có ô có nẹp ở trong này ấy, búa ra mà có con này trong này đấy gọi là may mắn mà, là 50-50 thôi, cứ mở ra có hàng là anh em mình lụm lúa thôi anh em ạ. À, đây nha các bác nha, em đang ở trên núi rừng đây, ở trên Bái đây, đá quý của núi Yên Bái đây. Đấy, em chào các bác nha, em xin phép xuống live đây.